Chuyện gì mà chú không dám nói trước mặt chị hai của chú vậy? Anh hai, chuyện của anh với chị Lan Chi anh giải quyết xong chưa? Đó là chuyện riêng của tôi, chú tò mò làm cái gì? Anh không thể nói như vậy. Chị hai là vợ của anh, anh không thể đối xử với chị ấy như vậy. Tôi đâu có chối bỏ cô ấy đâu. Tía, Tía sao vậy Tía? Ôi, em đừng quá đau buồn. Sống chết là chuyện thường. Bác Bảy đã đi như vậy, có khi còn được nhẹ nhàng hơn sống mà phải chịu khổ vì đau bệnh. Tôi không biết phải làm gì nữa anh Nghĩa. Nghĩa, tôi xin lỗi anh. Xin lỗi.